mình giới thiệu cho các bạn bộ cọ Make Up Forever chuyên nghiệp. Với bộ cọ Make Up Forever 28 cây này, chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các cây chuyên dụng dành cho trang điểm chuyên nghiệp. Từng phân khu một trên bộ cọ các bạn có thể thấy là phân khu này sẽ dành cho highlight, má và cọ phấn. Phân khu này sẽ dùng cho cọ nền. Tiếp theo đấy sẽ đến là cọ sống mũi và cọ mắt, cọ lông mày và cuối cùng là cọ kẻ eyeliner và cọ son. Với các bộ cọ 28 cây này cung cấp cho các bạn đầy đủ tất cả các cây cọ chuyên nghiệp để các bạn có thể là phục vụ cho khách hàng một cách hoàn hảo nhất. Cây cọ đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn chính là cây cọ Make Up Forever số 3. Với thân cọ cầm rất là chắc chắn, thân gỗ và chất lông thì rất là mịn và mềm. Thì các bạn nhìn thấy có thể thấy rằng là khi mà mình xoay tròn cọ, cọ vẫn dàn hồi rất là tốt. Sẽ có chức năng là tản phấn đều trên mặt và sẽ không bị bết phấn. Với cây cọ số 2 này thì mình sẽ sử dụng cho chức năng của cọ má hồng. Với thiết kế của thân cọ và đầu cọ tròn, các bạn có thể là dễ dàng tán má hồng theo ý của mong muốn của mình. Tiếp theo là hai cây cọ highlight. Với cây cọ vát này số 7 và cây cọ tròn số 4, các bạn có thể dễ dàng sử dụng cho việc đánh highlight trên gương mặt. Cây cọ số 4 này mình sẽ sử dụng cho cái highlight tối và cây cọ số 7 này mình sẽ sử dụng cho highlight sáng. Hai cây cọ số 6 và số 5 thì với hai cây cọ này mình sẽ sử dụng cho cái tác dụng để đánh nền. Với cây cọ tròn này mình sẽ sử dụng cho da mụn và với cây cọ dẹp này mình sẽ sử dụng cho da thường. Các bạn có thể nhìn thấy là với cả cái chất lông cao cấp có độ bóng thì sẽ bám rất là tốt về cái độ kem nền trên gương mặt. Cây cọ tiếp theo đó là cây cọ số 14, cây cọ số 9 và cây cọ số 8. Chúng ta sẽ sử dụng cây cọ số 9 cho đánh sống mũi. Với cái kỹ thuật mà người ta làm, các bạn có thể nhìn thấy là vát. Thì với cả cái độ vát như thế này sẽ dễ dàng để đánh vào chỗ đường sống mũi. Với cây cọ số 8 này, với thiết kế là đầu tròn này, chúng ta sẽ sử dụng để làm chổi che khuyết điểm. Với cây cọ số 14 này, chúng ta sẽ sử dụng cho việc đánh highlight sáng ở trên sống mũi. Những cây cọ đánh mắt bao gồm số 11, 15, 17, 19, 21, 10, 18, 16 và 20. Tất cả các cây cọ này sẽ đem lại cho các bạn kỹ thuật đánh mắt một cách chuẩn. Đó là những cái cây cọ sẽ phân khu là những màu mắt sáng và những màu mắt tối. Ngoài ra còn đầy đủ những cái cây cọ tán tròn dùng để đánh hốc mắt V. Cây cọ nhỏ là cây cọ số 20, chúng ta sẽ sử dụng để đánh mắt dưới và lấy màu mắt chỗ phần hốc mắt. Với cả cây cọ to nhất này là cây cọ số 15 thì chúng ta sẽ sử dụng cho phần sát xương chân mày. Số 13, số 23 và số 27, chúng ta sẽ sử dụng cây cọ số 13 này để tạo phần khuôn của chân mày. Với cây cọ số 23 này chúng ta sẽ sử dụng cho phần bột ở phía trong chân mày. Với cây cọ số 27 này chúng ta sẽ sử dụng để tán, không để cho chân mày bị bết và để kéo chỗ phần đầu chân mày cho nhạt và tự nhiên ăn khớp với cả đường sống mũi. Chính là đến cái cây cọ quan trọng, đó chính là cây cọ son. Với cả cây cọ son này thì chúng ta có thể thấy được thiết kế lắp bằng inox, thân cọ cũng bằng inox rất là chắc chắn. Đầu cọ rất là gọn và không bị tòe đầu, sẽ không bị cái chuyện là khi mà các bạn đánh son nó sẽ bị lem nhem ra phía ngoài. Đánh son với kỹ thuật son nét thì sẽ rất là chuẩn. Cây cọ vẽ eyeliner của mắt với thiết kế nhỏ, mỏng, đầu cọ rất là mềm, chúng ta sẽ sử dụng rất là dễ dàng cho kỹ thuật kẻ eyeliner của mắt. Nhìn sẽ rất là bay và sẽ không bị lem nhem hoặc là bị tù cái chỗ phần đuôi của mắt. Tiếp theo đó chính là một cây cọ mà rất là ít bộ cọ có, đó chính là cây cọ mút. Và ngoài ra nhà sản xuất lại còn thiết kế thêm cho chúng ta ba cái đầu mút để chúng ta có thể thay. Khi các bạn sử dụng cọ mà bị bẩn, các bạn chưa kịp
để có thể giặt được cọ thì chúng ta có thể chúng ta sử dụng cái cọ mút này để chúng ta tán cái chỗ phần đầu mắt mà không lo rằng là mình bị cọ bẩn và mình sẽ không có cọ đánh để mà bị tình trạng là mắt sẽ bị bết và bị lẫn màu mắt. Đó chính là một trong những cái ưu điểm rất là tốt của cái bộ cọ này.